Mới đây thì đại gia ngành thương mại điện tử Amazon đã triển khai một dịch vụ hoàn toàn mới tại Anh. Những vật dụng phục vụ tiện ích hàng ngày được đặt hàng dễ dàng chỉ bằng cách ấn vào một chiếc nút bấm được trang bị tại gia. Dịch vụ đặt hàng bằng nút bấm được ra đời giúp những người dân bận rộn của nước Anh có thể đi mua sắm ngay tại gia những vật dụng cần thiết hàng ngày chỉ với việc nhấn tay vào một chiếc nút. Đây là dịch vụ đặt hàng mới được Amazon triển khai tại nước này. Theo đó, mỗi chiếc nút bấm có gắn logo của một thương hiệu, thường là các mặt hàng thiết yếu được sử dụng hàng ngày như giấy vệ sinh, dao cạo râu, vân vân. Mỗi chiếc nút như thế này sẽ có giá khoảng 6,5 đô la Mỹ. Amazon trước đó đã triển khai dịch vụ mua sắm tiện lợi này tại Mỹ hôm ngày 31 tháng 3 2015. Tập đoàn thương mại điện tử này cho biết hiện tại đã có 150 thương hiệu tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ này tại Mỹ. Riêng tại thị trường Anh, hệ thống gồm sắp xỉ 50 thương hiệu. Amazon cho biết, sắp tới tập đoàn này định hướng sẽ phát triển dịch vụ tự động đặt hàng cho các thiết bị điện tử như mực cho máy in hay bột giặt, vân vân.